Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0865361321 và Zalo là 0365365161 giúp em. Thì nhớ bên nhà em là kẹo bên nhà em là không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng thì anh em đặt hàng, và anh em không tin tưởng anh em có thể đi shop khác. Đấy, bên nhà em thì có tất cả mẫu kẹo từ 4.5 đến 6.35. Hàng đẹp, hàng chuẩn, hàng bao chất lượng luôn cho anh em. Đấy, hàng đẹp, hàng chuẩn, hàng bao chất lượng. Đấy. Thì nhớ giúp em là hàng kẹo bên nhà em là không kiểm nhá. Đấy. Hàng này hàng cấm nên không kiểm. Đấy, anh em mua mẫu mã gì nhà em có, váy ngắn váy dài bao đủ trọn gói luôn cho anh em. Thứ nhất em giới thiệu về hàng lấm bên nhà em trước. Hàng lấm bên nhà em đây là hàng lấm GFB. Đây là hàng lấm GFB anh em nhé. Loại này bao bê test cho các bác là 80-90 mét là chuyện bình thường. Đây là váy chung, có váy vỏ mỏng, váy dày và váy vừa. Váy chung. Đấy, anh em muốn mua loại nào cũng có. Đây anh em nhìn xem, em quay sát cân kẹo cho bác xem. Đấy, nó rất chi đều đẹp và chất lượng. Anh em nhìn xem đầu lấm này rất chi là sắc nét đẹp chuẩn chỉ cho anh em. Tất cả nhà em nào là đây là kẹo là váy hai tầng, kẹo chỉ là váy hai tầng anh em nhé. Đấy, kẹo chỉ váy hai tầng. Tiếp theo em giới thiệu cho các bác là hàng FX Agon bên nhà em. Đấy, hàng FX Agon, đây là hàng mẫu FX Agon bên nhà em. Đấy, FX Agon nhá. Thì loại kẹo này thì giá cực kỳ chất lượng luôn, đảm bảo luôn cho anh em, giá cực kỳ rẻ. Thì mỗi một hộp này có loại 1 cân và loại nửa cân. Anh em muốn mua loại nào cũng ok. Có 1 cân và nửa cân. Đây nó rất chi bóng đẹp. Đều. Đấy, loại này thì bao test cho bác là 90 đến 100 m ăn nắp C2 và hơn 100 m ăn cò. Đấy, loại này đảm bảo luôn cho anh em. Đấy, anh em nhìn xem. Mười viên nó như một anh em. Đây là đẹp chất lượng. Đấy, mẫu này là mẫu cao cấp bên nhà em, FX Hagun anh em nhé. Đấy, nó viên 10 viên nó như một. Quá là đẹp chất lượng. Nếu mà anh em thích mua hàng khác như ví dụ là GFB hoặc là HM Hand, mẫu này là mẫu HM Hand của Đài. Đấy, loại này thì đóng dợ chì dây đóng sống 100%. Chì dây đóng sống 100% anh em nhé. Anh em mua loại này thì loại này là bằng chì dây anh em ạ. Chất lượng của nó thì khá là ok, ổn định luôn cho anh em. Chì dây đóng sống. Loại này thì được khoảng tầm 900 viên anh em ạ, gần 900 viên. Đấy. Nó mẫu hàn mở hèn đóng bằng chì dây đóng sống. Anh em muốn mua loại nào hay cần tư vấn gì thì cứ liên hệ trực tiếp vào hai số điện thoại này giúp em, 0865361321 và 0365365161 giúp em. Nhớ bên nhà em là kẹo bên nhà em mà không kiểm không xem hàng. Cảm ơn bác xem video, xin chào bác, hẹn gặp lại nhé.